Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về làng Hà Cả. Nơi tôi đang đứng là nhà nổi, hay thường gọi là nhà nổi Ao Đình, được xây dựng ở vị trí trung tâm giữa ao của làng. Tại đây thường diễn ra các sự kiện giao lưu văn hóa trong các dịp lễ hội. Và để hiểu rõ hơn về quê hương Hà Cả, xin mời các bạn cùng đồng hành với tôi đi tìm hiểu về mảnh đất sòng truyền thống này nhé. Về vị trí địa lý, làng Hà Cả thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo đường chim bay, từ bưu điện Hà Đông, tức trung tâm quận Hà Đông, đến làng Hà Cả khoảng 2 km. Hà Cả là một ngôi làng có bề dày lịch sử cùng với truyền thống hiếu học bao đời nay. Để thấy được điều đó, mời các bạn theo chân chúng tôi đến với các di tích lịch sử và những câu chuyện về truyền thống hiếu học của làng. Hai làng La Nội và Ỉ La có chung một ngôi chùa, đó là chùa Hoa Nghiêm Tự. Dân trong làng thường gọi là chùa Cả. Chùa có kết cấu kiểu nội công ngoại quốc, mang nét kiến trúc của thời Mạc. Trong chùa còn có quả chuông và khánh đúc ngày 16 tháng 3 năm 1939. Quả chuông nặng 1.200 kg, đường kính rộng 1,2 mét. Miếu và đình làng La Cả, nơi thờ thành hoàng làng, có kiến trúc mang những dấu ấn độc đáo. Dù chia tách thành hai làng, nhưng cư dân ở đây vẫn thờ chung một ngôi đình. Xưa kia, đình làng vốn là ngôi đình lợp lá, được xây dựng từ thời Lê. Đến thời Nguyễn được dựng lại với quy mô bề thế, uy nghi. Những nét phủ điêu ở đình đều mang khát vọng cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống được bình an. Đây là phổ Quang Tự, nhân dân trong làng thường gọi là chùa Võ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa bị phá hủy. Hòa bình lập lại, chùa được khôi phục, tu sửa mới. Mới đây, cổng chùa và tường bao quanh cả trong chùa cũng được xây dựng lại, khang trang và uy linh hơn. Trụ trì chùa Võ là sư thầy Thích Minh Chân, hàng ngày vẫn tụng niệm cầu cho phúc thái dân an. Đây là An Hảo Tự, nhân dân trong làng thường gọi là chùa Hếu. Chùa được tọa lạc trên mảnh đất thiêng ở ngay đầu làng La Cả, như muốn nói lên sự bình an, yên lành cho nhân dân trong làng bởi sự uy linh của Đức Phật được thờ trong chùa. Chùa được tu sửa lại rất khang trang từ năm 2012. Trụ trì của chùa nay là sư cụ Thích Đàm Tuệ, hàng ngày tụng niệm cho dân làng được an bình, hạnh phúc, ấm no và giàu mạnh. Từ xa xưa, các làng La đã có truyền thống hiếu học, khoa bảng, nổi bật là làng La Cả nằm trong tứ danh hương. Đây là phần bia mộ của cụ Khai Khoa, được lập vào năm Cảnh Hưng thứ 45, tức năm 1784. Cụ Nguyễn Xuân Đệ là người có công mở lại khoa cử cho cả Tổng La. Chuyện kể rằng, vào đầu thời Lê Trung Hưng, cả Tổng La đã bị triều đình cấm thi vì một án oan. Mặc dù vậy, người làng La vẫn âm thầm học tập, chờ cơ hội được triều đình giải oan. Đến năm 1652, ông Nguyễn Xuân Đệ mang the ra phố Hàng Đào bán, đi qua văn miếu Quốc Tử Giám, biết đang có kỳ thi, ông bèn lẻn vào, ngó xem thấy đề bài thi ra sai, ông bèn nói to, làm phá tan không khí đang im ắng của trường thi. Quan giám khảo sai lính đưa ông ra khỏi khu vực đang thi và hỏi chỗ sai của đề thi. Ông Nguyễn Xuân Đệ chỉ chữa một chữ để làm đề thi đúng hơn. Đề thi là: Tỉnh đệ oa bất kiếm kỳ thiên nghĩa, là con ếch ngồi đáy giếng không nhìn thấy trời. Ông Đệ đã cho rằng đề thi như thế là sai, phải sửa lại chữ bất thành chữ tiểu. Đề thi mới là: Tỉnh đệ oa tiểu kiếm kỳ thiên ý, là con ếch ngồi đáy giếng nhìn thấy trời nhỏ. Đây là bia văn chỉ La Nội, cũng như bia văn chỉ Ỉ La và bia mộ cụ Khai Khoa, phản ánh bề dày truyền thống hiếu học và khoa bảng. Suốt thời kỳ phong kiến, La Cả có 7 người đỗ đại khoa, 44 người đỗ hương cống và rất nhiều người đỗ tú tài. Thời nay tiếp bước ông cha, truyền thống hiếu học của làng La tiếp tục được phát huy với 300 người tốt nghiệp đại học, 11 người đỗ tiến sĩ. Từ xưa,
dân làng sống chủ yếu vào nông nghiệp. Về sau, vào giữa thế kỷ 17, làng La Cả có nghề dệt the phát đạt. Sản phẩm the lụa nổi tiếng cả nước, được đưa vào ca dao tục ngữ the la núng mỗ chổi phùng hay the la lụa vạn vải canh. Trong bia thờ thánh sư nghề dệt the, ở đây ngoài bức chân dung vị tổ sư nghề dệt the còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị. Đặc biệt, hai tấm bia được khắc chữ hai mặt, khắc năm 1704 và năm 1776. Nội dung tấm bia này ghi thể lệ cúng lễ của tứ giáp và những người làm nghề dệt the. Chính vì duy trì được những nguyên tắc của làng mà nghề dệt the ở làng La trải qua mấy trăm năm không ngừng phát triển và cải tiến. Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, làng La Cả có thêm một nghề mới, đó là trồng hoa đào. Tuy thời gian trồng đào chưa được lâu, nhưng với những con người cần cù, những bàn tay khéo léo đã làm nên những thế cây và sắc hoa mang nét đẹp độc đáo riêng. Từ đó, làng La Cả được biết đến như là một làng trồng hoa đào nổi tiếng của vùng Kinh Bắc. Nếu có dịp đặt chân tới làng La trong những ngày Tết đến xuân về, bạn sẽ không chỉ ấn tượng với sắc đào hùng thắm mà còn không thể quên được lễ hội độc đáo nơi đây. Kính thưa quý vị và các bạn, lễ hội làng La Cả được diễn ra từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng Giêng, nhưng ngay từ ngày mùng 6, các quân kiệu đã tập trung để chuẩn bị cho đám rước chính. Ngày mùng 7 bắt đầu lễ hội bằng việc rước hương án. Kiệu ông và hai kiệu bà từ đình nhập với Long Đình rước cỗ oản từ chùa Hoa Nghiêm lên quán. Hai ngày mùng 8 và mùng 9 diễn ra các tuần tế của quan viên hai thôn và các trò chơi dân gian đêm dạo hội vào tối mùng 10 tháng Giêng. Sau nghi lễ khai mạc dân hương, hội làng La Cả chính thức được bắt đầu. Đám rước được đi từ đình lên quán. Đi đầu đám rước là đội múa sư tử, tượng trưng cho sức mạnh và uy nghi của thần thánh. Sư tử còn tạo ra sự vui tươi nhộn nhịp trong ngày hội. Tiếp theo hương án là đội Long Đình. Trên Long Đình đặt lễ của nhà chùa dâng lên thành hoàng tại miếu. Đây là biểu hiện cho sự kết hợp giữa tín ngưỡng Phật giáo với tín ngưỡng thờ thành hoàng, một trong những điều độc đáo của hội làng La Cả. Tiếp theo Long Đình là các biển thần khác nhau. Biển Thượng Đẳng Tố Linh khẳng định sự linh thiêng tối cao của thần. Biển Lịch Triều phong tặng khẳng định sự ghi nhận của nhà nước phong kiến đối với công lao đức độ của thần thánh, công nhận việc thờ thần thánh của các làng xã. Hai biển Tĩnh Túc và Hồi Tị nhắc nhở mọi người đến với hội phải nghiêm túc đúng mực. Tiếp đến là bộ phận quan trọng linh thiêng nhất trong đám rước là kiệu ông. Kiệu ông rước đức thành hoàng làng Đương Cảnh Công, người đã có công diệt trừ hổ ác, đem lại cuộc sống bình an cho dân làng vào đời Hùng Vương thứ 18. Kiệu ông với bộ da hổ thật của con hổ Lang Vàng Mét, đúng như tục truyền khẳng định sự tích lẫy lừng và công lao to lớn của thành hoàng. Đi kèm với kiệu ông là các tàn, tán, lọng với các sắc màu rực rỡ. Theo sau là đội chống nhạc, tất cả biểu hiện sự uy linh của thần thánh. Theo sau kiệu ông là kiệu bà lớn, tức phu nhân đầu của đức thành hoàng làng Đương Cảnh Công. Theo thần phả, bà là con gái của động chủ Ma Thị ở Lăng Xương, nay thuộc huyện Thanh Thụy, tỉnh Phú Thọ. Bà đã có công dẫn đường cho đức thành hoàng tiến vào rừng sâu, diệt hổ ác cứu dân. Cũng như kiệu ông, đi kèm với kiệu bà lớn là các tàn, tán, lọng, với các sắc màu đỏ, tía, vàng. Đi sau là đội kèn chống nhạc, tất cả tượng trưng và khẳng định cho uy quyền, sự uy nghi của thần. Theo sau kiệu bà lớn là kiệu bà bé, tức phu nhân thứ hai của đức thành hoàng làng Đương Cảnh Công.
Theo thần phả, bà cũng là con gái của động chủ Ma Thị ở Lăng Xương, cùng bà lớn dẫn đường cho Đức Thành Hoàng tiến vào rừng sâu diệt khổ ác cứu dân. Tiếp theo là đội kèn trống và toàn thể dân làng theo đám rước về miếu để cùng hưởng những giây phút linh thiêng, trang nghiêm, vui tươi của ngày hội. Trong các lễ hội làng, thường diễn ra các màn giao lưu văn nghệ và trò chơi dân gian. Lễ hội Làng La cũng không nằm ngoài thường lệ này. Chiều ngày mùng 7 và mùng 8, bà con sẽ tập trung ở ao đình Đông Đù để xem hát quan họ. Trên nhà nổi, các nghệ sĩ cây nhà lá vườn, ngày thường chân nấm tay bùn, bắn mặt cho đất, bán lưng cho trời, này khoác trên mình tấm áo liền anh liền chị, cất lên những làn điệu quan họ làm say đắm lòng người. Nào khách đến chơi nhà, rồi mời trầu, chàng buông vạt áo em ra. Và có lẽ sẽ chẳng ai lỡ cất bước đi được khi nghe giai điệu Người ơi người ở đừng về. Một phần cũng thu hút nhiều sự chú ý của bà con, đó là trò chơi dân gian. Các trò chơi dân gian quen thuộc mà không kém phần thú vị như bắt vịt, bịt mắt bắt lợn, đập niêu hay bắt trạch trong chum được diễn ra ngay tại ao đình hoặc sân tam quan. Tiếng khán giả hướng dẫn, cổ vũ người chơi vang lên cả một khoảng rộng. Thỉnh thoảng lại có tiếng vỗ tay đánh đét, tiếng than tiếc nuối khi người chơi bắt hụt con vịt, vồ trượt chú lợn béo tròn hay đập hụt chiếc niêu. Các trò chơi dân gian đã đem đến cho bà con những tiếng cười sảng khoái và những giây phút vui vẻ, thoải mái trong ngày đầu xuân. Giai đoạn cao trào, đặc sắc, thu hút sự chú ý của mọi người, đó là đêm dã hội vào tối mùng 10 tháng giêng. Đó là trò diễn đánh biệt, diễn lại chiến công diệt hồi dữ của Đức Thành Hoàng làng. Khoảng 7 giờ tối, trò diễn bắt đầu tại đình làng. Các trai tráng trong vai đoàn người đi săn, mình khoác chéo tấm lụa đỏ, tay cầm gậy, đứng trước cửa rừng. Một tốp khoảng 10 đến 15 người cầm ống lệnh, đuốc, gậy, côn đứng ở ngoài đại bái chờ lệnh. Các quan viên ở hai bên vừa dẫn trò vừa chỉ huy. Mở đầu, đèn nến trong đình phụt tắt, chỉ còn ánh sáng ngoài sân đình hắt vào lờ mờ. Từ trong cánh rừng vang lên tiếng gà gáy, tiếng chim kêu vượn hú, đưa người xem trở về với chốn thâm u của đại ngàn ngày xưa. Trong không gian mờ ảo u tịch đó, bỗng vang lên lời sướng rõ ràng của bên nam và ba hồi trống vang lên. Đoàn săn với hàng chục cây đuốc thắp sáng từ nhà bái đường chạy ra sân. Đến cổng đình sẽ về tay trái, vòng quanh đình một lượt theo chiều kim đồng hồ. Đuốc rực cháy, tiếng hò reo, tiếng trống, chiêng, mõ, thanh la, tù và vang động khắp trời. Rồi đoàn thợ săn lại vào nhà bái đường chờ lệnh. Bỗng từ trong rừng nổi lên tiếng chim thú các loại và đoàn thợ săn lại cầm đuốc, nổi trống mõ chạy quanh đình như trước rồi trở về trong đình. Sau lời sướng của người nam giới cầm trò, hổ dữ từ trong rừng bò ra, các quan viên làm động tác đánh nhau với hổ. Tiếng chiêng, trống, mõ, tù và nổi lên dồn dập. Thank you.
Sử bị trọng thương, vọt khỏi cung ra ngoài. Đoàn săn đuổi theo, tiếng hò reo vang dậy. Khác lần trước, lần này hổ chạy đến cống đá cửa đình thì gục xuống. Theo lệ, người đóng vai hổ sẽ trút bỏ lớp hổ, rồi chạy một mạch về nhà, không được ngoái đầu lại, lên giường nằm thở dốc như vừa qua một cuộc vật lộn thực sự. Trong khi đó, mọi người dự hội thi nhau xô vào dẫm, răng xé lớp hổ để biểu thị sự trừng phạt, đồng thời lấy lại một mảnh lốt để làm cướp. Sau hàng giờ diễn ra cảnh đánh biệt, căng thẳng và hấp dẫn, đèn nến trong đỉnh lại bừng sáng. Đoàn thợ săn trở vào cung dọn sạch cánh rừng, kết thúc lớp trò chính của đêm dã hội bằng các lời ca chúc thánh, múa bông mừng thắng lợi. Sau đó, đám rước hoàn cung, rước thánh về quán, vẫn theo nghi thức cũ trong ánh sáng lung linh huyền ảo của hàng trăm ngọn đèn lồng, cây đuốc, đỉnh liệu. Khoảng 11 giờ, đám rước đến quán, đèn nến trong quán lại được tắt để chuyển ngai của thánh lên ban thờ trong thượng cung. Đến 4 giờ sáng, đám rước về tới đình, cất long đình và kiệu ông, kiệu hai bà vào cung, kết thúc kỳ hội. Nếu ai đã theo trọn vẹn kỳ hội mới thấm thía câu ca dao: bơi đăm rước giá hội thầy, vui thì vui vậy chẳng tày giã. Các bạn vừa cùng chúng tôi tìm hiểu về làng La Cả. Điều gì để lại ấn tượng cho các bạn? Hãy tham gia trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm bạn nhé. Câu hỏi 1. Làng La Cả thuộc quận nào của thành phố Hà Nội? A. Ba Đình, B. Long Biên, C. Hà Đông, D. Cầu Giấy. Long Biên là câu trả lời chưa chính xác. Đáp án của câu hỏi này là C. Làng La Cả thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Câu hỏi 2. Làng La có những sản phẩm nào nổi tiếng? A. The và khảm trai, B. The và hoa đào, C. The và gốm sứ, D. The và nón lá. Câu trả lời của bạn rất chính xác. Làng La Cả có sản phẩm the và hoa đào nổi tiếng. Câu hỏi 3. Tổng La bị cấm thi bởi một án oan. Với việc làm nào của mình, cụ Khai Khoa đã mở lại được khoa thi cho nơi đây? A. Sửa lại đề thi tại Văn Miếu Quốc Tử Giám năm 1652. B. Lên triều đình và thanh minh với vua. Câu trả lời của bạn rất chính xác. Cụ Khai Khoa đã mở lại khoa thi cho Tổng La nhờ việc sửa lại đề thi tại Văn Miếu Quốc Tử Giám năm 1652. Câu hỏi 4. Lễ hội Làng La diễn ra vào khoảng thời gian nào của tháng riêng? A. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5. B. Từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10. C. Từ ngày 16 đến ngày 20. D. Từ ngày 24 đến ngày 29. Từ ngày 24 đến ngày 29 là câu trả lời chưa chính xác. Đáp án của câu hỏi này là B. Lễ hội Làng La diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng riêng. Câu hỏi 5. Lễ hội Làng La nhằm tưởng nhớ công ơn gì của Đức Thành Hoàng Làng Đương Cảnh Công? A. Diệt Ngư Tinh, B. Diệt Đại Bàng, C. Diệt Hổ Dữ, D. Diệt Cáo Chín Đuôi. Câu trả lời của bạn rất chính xác. Lễ hội Làng La nhằm tưởng nhớ công ơn diệt hổ dữ giúp dân của Đức Thành Hoàng Làng Đương Cảnh Công. Câu hỏi 6. Đêm dã hội Làng La có gì đặc biệt? A. Trò đánh biệt và tục tắt đèn, B. Đốt pháo bông, C. Rước lợn, D. Rước rồng. Đốt pháo bông là câu trả lời chưa chính xác. Đáp án của câu hỏi này là A. Điều đặc biệt trong đêm dã La là trò đánh biệt và tục tắt đèn. Cảm ơn bạn đã cùng chúng tôi trả lời những câu hỏi trắc nghiệm. Sau cuộc hành trình độc đáo này, rất mong bạn nhớ quê hương La Cả chúng tôi với những nét nổi bật sau. Làng La Cả thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
La Cả có truyền thống hiếu học và nhiều di tích lịch sử. Sản phẩm the và hoa đào là hai sản phẩm nổi tiếng của làng La Cả. Lễ hội làng La là lễ hội độc đáo với tục tắt đèn và trò đánh biệt. Cuộc hành trình về thăm quê hương La Cả, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, với những con người thân thiện đến đây là kết thúc. Phương Thảo rất vinh dự được đón tiếp các bạn về thăm quê hương chúng tôi trong một ngày gần nhất. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!